Video này chúng ta sẽ tìm hiểu về thuật tính proxy trong DaVinci Resolve, hay còn gọi là chain code. Thì trong quá trình làm việc chúng ta sẽ gặp một số trường hợp, đó là sử dụng những sụt có độ phân giải cao như là 4K, 6K, 8K vân vân. Nhưng cấu hình máy thì không đáp ứng nổi để chúng ta dựng những cái sụt có độ phân giải cao như thế. Vì vậy chúng ta sẽ phải giảm chất lượng phải sụt xuống để quá trình dựng nó được ổn định hơn. Để sau khi edit xong, chúng ta có thể thay thế được những video chất lượng thấp đó bằng những file gốc để chúng ta xuất file final. Thì quá trình làm việc đó chúng ta thực hiện như thế nào? Rồi, giờ mình có một cái footage như thế này. Đây, thì các bạn thấy footage này chất lượng đó là 6K, 6144x3072. Rồi mình sẽ kéo xuống dưới Media Pool. Rồi phần Master thì mình sẽ chọn một thư mục tên là Sụt. Và tiếp theo là Proxy. Timeline. Rồi, sau đó mình sẽ đưa cái file này vào trong cái file sụt của chúng ta. Và các bạn có thể chuột phải chọn Create New Timeline. Rồi các bạn đưa vào cái thư mục Timeline. Rồi các bạn nhấp đôi vào. Theo quay phần Edit thì các bạn thấy nè, cái file của chúng ta đó là 6144x3072. Rồi, bây giờ các bạn vào phần File, các bạn chọn cho mình đó là Media Manager. Rồi các bạn chọn cho mình đó là tab Chain Code. Vì format thì bạn để là QuickTime. Và codec là H.264 cho nó nhẹ. Ở dưới phần Resolution thì mình để là chất lượng đó là 720. Là HD. Rồi file này mà không có audio thì chúng ta cũng không bận tâm về audio. Theo quá trình chúng ta setting xong, các bạn thấy nè, cái file gốc nó là 1.26GB. Còn sau khi chúng ta chain code thì nó chỉ còn là 15.95MB. Và chất lượng nó là HD 1280x720. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lưu cái file các bạn xuất ra ngoài một cái thư mục nào đó. Hiện tại mình đã tạo thư mục chain code ở ngoài desktop, rồi mình bấm OK. Rồi sau đó các bạn sẽ tiến hành chain code start. Quá trình chain code đã xong, mình ra ngoài desktop và mình có một cái file sụt như thế này. Các bạn lưu ý là không có đổi tên nha. Rồi, các bạn thấy là chất lượng của video của chúng ta sử dụng chain code đó là HD 1280x720. Rồi sau đó thì các bạn sẽ qua lại giao diện của DaVinci. Ở phần Media, các bạn import cho mình cái file mà chúng ta để tiến hành chain code. Rồi ở ngoài desktop và chain code. Rồi các bạn kéo xuống phần proxy. Ở đây mình đang chọn proxy. Đấy. Rồi các bạn qua phần edit. Một cái bước rất là quan trọng đó là các bạn phải chuột phải. Rồi các bạn bỏ tích chọn Confirm Lock Enable. Nếu các bạn không tích chọn thì chương trình nó sẽ báo lỗi. Rồi sau khi các bạn bỏ tích chọn đó thì có một cái biểu tượng icon đỏ như thế này. Tiếp theo thì các bạn sẽ qua phần timeline. Nếu như các bạn không thấy mục này thì các bạn tích chọn đây nè. Đấy, tích chọn đây. Thì nó sẽ hiển thị phần master và smart bin. Rồi các bạn phần timeline thì các bạn chọn phải. Chọn timeline. Reconfirm from bin. Thì bởi vì cái file này nằm trong thư mục bin rồi, cho nên mình sẽ from bin. Nếu import từ một ổ cứng nào đó thì reconfirm from media storage. Rồi mình chọn là from bin. Ở cái phần là master thì các bạn bỏ đi, mình chỉ chọn proxy thôi. Đây. Rồi ok. Thì chúng ta để tiến hành chain code xong. Thì chúng ta đã thay thế cái file xong. Các bạn tích chọn lại file này thì các bạn thấy chất lượng nó chỉ còn là 1280x720. Thì đó là cái quá trình để tiến hành chain code xong. Rồi qua phần color. Giờ ví dụ như mình sẽ chỉnh một số tính năng để cho các bạn kiểm nghiệm. Rồi mình chọn lại là scope qua phần color wheel. Rồi ví dụ như chỉnh một số thuộc tính để các bạn tham khảo thôi ha.
Rồi, đây quá trình chúng ta đã tùy chỉnh. Thì cái quá trình này chúng ta mình tùy chỉnh cho các bạn tham khảo thôi. Rồi các bạn qua lại phần edit nè. Thì hiện tại các bạn thấy chúng ta đã chỉnh màu xong rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ import lại cái file thư mục gốc đó. Thì các bạn cũng tích chọn vào đây. Các bạn bỏ tích chọn là confirm lock enable rồi. Rồi các bạn vào lại timeline. Các bạn chọn là reconfirm from bin. Rồi chúng ta sẽ chọn tích chọn đó là file sụt. Thư mục sụt ha, rồi các bạn ok. Thì các bạn tích chọn ở đây. Thì các bạn thấy có phải là 614 x 3072. Thì đây là cái file gốc chúng ta. Và quá trình chỉnh màu nó cũng đã ép vào đây. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tiến hành xuất file này với chất lượng là 6K. Thì đó là quá trình change code hay còn gọi là proxy. Thì trong những cái trường hợp chúng ta sử dụng những cái sụt có chất lượng cao mà cái máy chúng ta không đáp ứng được thì chúng ta sẽ tiến hành những cái tính năng này để cho cái công việc của chúng ta nó sẽ nhẹ hơn. Còn một vấn đề nữa đó là khi mà các bạn xem review ha, thì cái chọn bài bài bắt nè, proxy mode, thì chúng ta có thể tùy chọn đó là xem một nửa có độ phân giải thôi, là half hoặc là quarter đấy, 1/2 hay 1/4. Rồi mình chọn off ha, thì chất lượng nó sẽ giảm xuống đó, thì các bạn review nó sẽ nhẹ hơn. Rồi off. Còn nếu các bạn render đến review, render review thì nãy chất lượng chúng ta xem, còn render preview thì các bạn render cat, các bạn có thể chọn là smart thì chương trình nó sẽ tự động phân tích và sẽ preview cho chúng ta. À, các bạn thấy này, cái thành màu đỏ đúng không, thành màu đỏ có nghĩa là chương trình nó chưa review, còn chương trình review xong nó sẽ là màu xanh, cũng giống như các phần mềm dùng phim khác như là Premiere hay là After Effects cũng vậy. À, chúng ta có thể là render into out. Đấy, thì cái quá trình preview nó đã hiển thị ở đây. Hoàn sao như thế này. Hoặc là user. Rồi, thì đây là những cái bước mà chúng ta sẽ tiến hành change code một cái file từ chất lượng cao xuống chất lượng thấp. Thì chúng ta tiến hành dựng nó ổn định hơn. Và chúng ta sẽ import lại cái sụt file gốc đó để tiến hành render.